Hoan hỷ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp bạn nắm bắt được vận mệnh, công danh sự nghiệp của mình trong tháng 7 này. Quý vị thân mến, đừng coi thường con giáp này trong tháng 7 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là cuộc sống của những con giáp khác có ra sao. Nhưng thưa quý vị, với duyên con giáp này thì không bao lâu nữa họ sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Quý vị mệnh chủ tuổi Tân Hợi càng bị người đời chà đạp khinh thường lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể về cuối năm, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thực sự trưởng thành, và trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Chính vì vậy, không phải ai sinh ra cũng được sung sướng thì chắc chắn sẽ được sung sướng giàu có cả đời. Ngược lại, không phải ai khổ sở sẽ phải chịu số phận lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong số ít những con giáp được thần tài chiếu cố đồng hậu, phúc vận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, có những người chỉ cần bước sang một vận mệnh khác thì sẽ thay đổi hoàn toàn. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực, 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó trong tháng 7, bất kể là cuộc sống của những người khác có ra sao. Nhưng mà những người tuổi Tân Hợi chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì nếu không giàu, nứt đấu đổ vách thì cũng sống trong sự giàu sang phú quý. Không hề thiếu thứ gì ở trong cuộc đời này, viên mãn đủ đầy trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 7 âm lịch ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn những gì mà chúng tôi vừa mới chia sẻ. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Theo góc nhìn tử vi tuổi Hợi năm 2022 thì tháng này vận khí của những người tuổi Hợi sinh năm 1971 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc nhưng chỉ cần bạn giữ thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt nam mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo có giấc ngủ đủ hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên. Nếu không sẽ để lại những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc. Trong tháng này, tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, Tân Âm Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Tân Hợi trong tháng này, cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng với mọi người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy có quý nhân trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch bạn xây dựng được từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể đi ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả khách hàng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc bài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Thân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem vận trình tài lộc tháng 7 âm lịch của quý vị gia chủ Tân Hợi khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, những mối đầu tư sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được vụ làm ăn hời. Tuy nhiên, cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê dụ dỗ kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với những người tuổi Tân Hợi. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình, có chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng xã giao. Khi làm việc cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quyệt xe cộ. Các quý vị gia chủ Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Dần, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Dần, có nạp âm Kim Bạc Kim.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của những người tuổi Tân Hợi trong tháng 7 âm lịch này, đúng không ạ? Và hy vọng rằng là qua những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ tới tất cả quý vị thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch này với rất nhiều những thành công và may mắn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.